Hello anh em. Có lẽ rằng là có một số những cái video thì tôi có những cái phát ngôn mà nó cũng chưa được chuẩn mực lắm. Ấy à. Rồi. Ây trời ơi. Chuyển làn đấy anh em ạ. Đấy. Chuyển làn xong rồi là cúp đuôi là mất tích luôn. Đấy. Vào. Ây trời. Con trai của thần gió đây rồi. À thần đêm, thần rừng đây rồi. Nào, ôi giời ơi, sao lại con trai thần rừng lại xả cánh cái kia. Sớm thế hay gì? Đi từ từ thôi. Chưa gì đã xả cánh thế rồi. Nào, xem lại con trai của thần rừng cái nào. Ôi giời. Nào, đi đây. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống này xem nào. Ê 18A 139 34. Có vẻ khó khăn thế nhỉ. Không biết lại. Xem nào. Rồi. Tôi nhìn này tôi đã thấy uy tín nào. Rồi. Một ninja bốn bánh. Ninja của thời đại mới đấy. Bướng xe trong xe rồi. Một chiếc xe gọi là Kia rất là mới. Tôi có vẻ rất là quan ngại về vấn đề này. Anh em cùng nhau theo dõi tiếp này. Tôi phải rung hết cả cổng nhà đây rồi. Nghe có vẻ là chị này có xe máy kia này, chị này lo cho cái chị ô tô. Người ta còn chẳng quan tâm mình thôi. Chán thật chị nhỉ. Nào, tình huống tiếp theo nào. Xem nào. Vì đây một anh xe bồn. Đây à. Đó đấy. Xem nào. Có vẻ là rất là căng. Ây giời ơi. Phát này thì anh xe bồn rồi, bạc lắm rồi. Ôi trời ơi, lấn sang làn người ta rồi. Nó hỏng rồi, hôm nay thì số nó đen, cực kỳ nó đen rồi. Mất tiền rồi. Đen quá. Kiểu này lại mất đến nửa năm lương không. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tình huống nữa. Em nó xảy ra như thế nào nhỉ? Ây da. Mấy ông này là mấy ông điên đực kìa. Mấy ông điên nặng này. Điên nặng điên này. Thế nhưng mà làm cầu kéo giữa cầu này. Thế nhưng mà không có bất cứ một cái cảnh báo nào mà đúng cái khúc cua đấy. Một cái sự làm ăn tắc trách như vậy à? Hay nhỉ? Không hiểu là các ông đi làm ăn thế này xong đến lúc mà nó xảy ra tai nạn rồi thì là xong rồi trốn hết sạch, không tìm thấy ông nào luôn. Đấy. Gì đây? Khôn thế, sao lại khôn thế hả ông dài? Đi từ làn khẩn cấp này, né sang này. Trốn, tôi nhìn thấy rồi. Chạy đâu cho nó thoát. Định chuẩn. Chúc mừng anh đã rơi vào ô mất từ 3 đến 5 triệu và tạm giữ bằng 5 đến 7 tháng. Chúc mừng. Đẹp dài. Chạy lên đường dài. Tôi hy vọng anh em làm cho này cho nó gắt thêm tí nữa. Càng nhiều càng tốt. Lộc ngân sách càng nhiều à. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tình huống tiếp nào. Xem nào. Nhạc hơi bị bốc luôn. Ôi dài. 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 Ôi dài
ông quy ra như thế này. Ôi giời ơi, 2 triệu đều có xe nha. Quy ra như chỗ không người luôn. Rồi, xe gặp phải xe tải to chắc là nó tiến đông lên đường rồi. Em... sáng đánh sơn quần nhưng mà có thật kiểu gì hay. Mưa to gió lớn thế này phải thanh niên này 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 không biết đi, không biết đi vào nhà thế này cũng thanh niên này này này. Ui thế này vẫn đưa ra làm cái gì đây mà gió bão thế này. Ô hay không nhở, thanh niên này đang suy nghĩ gì. Ôi, gió nó to thế này nó bay vào một cái gì này 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 quẳng rồi. Không hiểu là thanh niên này đang suy nghĩ cái gì luôn. Ê trời mưa thì này không thấy giúp ở nhà mà này ra ngoài để hóng gió để chắc là lúc này hóng gió nó mới mát anh em ạ. Gió nó to như này hóng nó sướng. Gió to thế hóng nó sướng anh em nhỉ. Ok à, rồi một anh nửa tải. Ê giời, sát thủ phía xa xa đây rồi. Điều lệnh về dừng xe anh ấy có vẻ nó chưa được đúng lắm anh em ạ. Như là cái gì đây, nhưng cái trường hợp này mà gặp tôi còn lâu tôi mới làm việc, tôi khẳng định luôn. Nên các anh làm việc, các anh học ra như nào, thế nhưng mà cả cái quy trình của các anh làm việc như nào mà anh đứng chắp tay mông theo cái đoạn này dừng xe, dừng phương tiện nhỉ. Không biết là vấn đề gì xảy ra không mà lại sao lại lâu thế nhỉ. Lâu thế nhỉ. Rồi chúng ta gặp gỡ với một anh trai. Xách bực mình ra đây. Mình này có vẻ là có lẽ là cổ quý này. Đi rất là cẩn thận à. Rồi một cái can nữa, can rượu. Xem nào. Làm gì đây? Ê, thử rượu ạ. Ê, nó cay thế mà cứ uống làm gì vậy? Ê, trời, thằng Thành gió mát, trời mưa mát, nó mang mình ra để làm gì đây? Ê, nát rồi, nát rồi, nát rồi, ê. Ê. Ôi, thế là thôi, tôi mất cái bình quý rồi.
Nào, chúng ta sẽ xem cái tình huống tiếp theo. Sẽ xảy ra như thế nào nè. Ai, quả đèn hơi ác đấy. Ui, ôi, phát này đi sau thì đúng là ối rồi ôi thật. 75H. Chúng xem cái tình huống này nó xảy ra như thế nào. Bạc này bạc cái nắp đèn thì là khủng khiếp rồi. Ai, cái đường này là đường nào đây mà cái bác xe này bác lại vượt, bác ép kinh khủng như này nhỉ. Nào, ui giời rồi, mà nó mà xảy ra xuống lại đứng ra xin em chỉ làm đi lái thuê thôi, ép hết cái xe mà đang có camera hành trình rúng vào là luôn để xem là bác này bác có đuổi theo để xong rồi có mát không. Ê, đuổi theo rồi. Ê, có dừng lại, có bát nhau không? Ừ. Dừng lại rồi. Rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem tình huống này. Một chị cái. Vâng. Đã xếp mình ra lên xe rồi. Chắc là đi giao ga đây. Rồi, quay đầu xe lại. Nè. Ai bảo chị vừa đá cổ bóng làm gì? Hả? Trả thù đấy. Cày á, là đổ xe. Cày cũng cay mà không làm gì được. Nên nó thành cú. Không giải thích được anh em ạ. Ôi mà là đông mà là trong mà là tiền sư thằng nào nó lăn đá thì người ta. Ui giời. Thằng nào mà lát đá cho nhà ta mà lại để tao bị dập mông thế này. Nghe nó cay. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với quốc lộ 6 để cùng nhau theo dõi một cái tình huống giao thông ở đây. Ui, ở đâu vượt này. Núp khúc cua này. Dí coi. Ui, em gái kìa. Anh em có thể nghe thấy cái tiếng phanh không? Nó dí không? Rồi. Phần này mà lấy thì quá lao luôn. Trường hợp này tôi gọi là thằng tài xế được không anh em? Ôi mà là đông mà là sâu mà là ơi. Một anh cây sau này lại ra giữa đồng lúa đây này nhỉ. Tôi không hiểu là anh đi đường nào. Mà lúa xung quanh nhà tôi lại không thấy cái vạch lúa xung quanh bị ra. Tôi xuất hiện trên dài dây xuống với nhau hả? Lạ lùng thật phát đấy luôn. Nào, cùng nhau theo dõi tình huống tiếp theo. Đây là khu vực nào đây? Tây Nguyên à? Đường lên Tây Nguyên à anh em? Rồi. Thế nào? Sao lâu thế nhỉ? Rồi để xem cái tình huống này nó xem như nào. Ấy da. Thông minh. Thật là thông minh. Rồi, tại sao lại mang thân mình để định dí vào đầu container thế nào nhỉ? Xe thì bằng cái nắm đấm này ra chơi với đầu kéo container nhỉ? Ây, nhưng mà thông minh thật sự rồi. 47 47 gì đây? 47 hay là 49C đây? Mở quá, nhìn đi được.
Người thông minh tới mức độ này sống không lâu rồi. Khó sống. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Đoạn này đèn xanh đèn đỏ giao lộ lớn thế này, chắc là trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh gì đó. Xe cứu thương thì đang bật tín hiệu rồi. Trường hợp này thì anh xe máy kia nhìn thấy rồi nhưng mà lại không dừng. Chắc là ngã tí thôi chứ không làm sao, thấy đứng lên rồi. Lần sau mà thấy xe cứu thương thì tốt nhất là dừng lại nhé. Người ta đang đi cứu người, mình cứ nhan lên làm gì. May là không phải lên xe cứu thương luôn. Ôi à. Ở cái tình huống này thì tôi không phân tích để anh em tự đánh giá xem là bác nào đúng bác nào sai. Rồi. Sang đường không thèm ngoái đầu nhìn lại luôn. Đấy. Không có một cái cảm xúc gì luôn. Vô hồn luôn. Đi thẳng luôn. Và tối về bảo là tao phải chặn đầu thằng container luôn. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Đà Lạt, thành phố mộng mơ. Cái thanh niên này đi kiểu gì đây? Lại xây rau à? Lại đi lái thuê à? Lại bon chen à? Cùng nhau theo dõi xe nào, xem là thanh niên này có vấn đề gì. Đi thì là sai rồi. Nhưng mà bắt thằng đi đúng nhường đường cho mình luôn. Nghe nghe. Thanh niên này có vẻ rất là thư sinh. Muốn mím đấy. Không biết là học hành ở đâu. Chắc là hôm nay mới được xe được qua khỏi cầu nhá. Lên làm lơ xe. Hả? Đập đi. Cuối cùng vẫn phải nuôi à? Đi đây, Quỳnh. Bình Hằng. Đi Người thông minh tới mức độ này sống không lâu rồi. Tí tuổi danh mới ra nghe.
Ồ, báo ít thôi. Anh em chỉ giáo tôi xem là thanh niên này là đang có ý định gì với. Thế sao này lại có thể đi được với một cái ai có tí giấm chưa không biết. Thanh niên bản này lạ thật nhỉ. Lên bản nghe cái nghe có vẻ là lạ lắm lắm. Tôi đang đi nào khám nhà với khám một công ty cho nên là không. Anh nhảy cái gì đây? Không được. Không được. Chắc là phải dạt vào hẳn lề đường đi. Người thông minh tới mức độ này sống cũng lâu rồi. Chắc phải dạt hết vào lề đường đi, dừng xe để nhường đường cho mới đi. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ đến với đường đèo. Bác này thì bác ấy đang đổ đèo đây. Nhưng có vẻ là xe rất là to nặng. Đi nó y ạch thế này là mình có thể cảm giác được luôn. Đường đèo, anh em, không biết là anh em lái xe dưới xuôi lên như thế nào. Cảm giác lái nó ra sao. Nó luôn luôn rình rập những cái điều bất ổn. Úi giời, bắn à? Bắn đi đâu đấy? Từng phát đấy bắn rãnh nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ có theo dõi một cái tình huống nữa nè. Này, vẫn là đẳng cấp, nó ăn vào máu ạ. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Rồi. Úi giời ơi, một xíu nữa thôi là hôm nay được tiến vong. Bậy, sorry anh em. Ok, úi giời. Tức là nhầm chân ga. Được biết là đây là một chị gái rất là xinh đẹp lái xe và đổ xăng cho cô em kia phụ nữ mà làm cho cái bác gọi là chủ nhà cái ngơ ngẩn luôn. Xem nào. Đêm hôm có vấn đề gì đây? Dừng xe rồi. 1, 2, 3 thanh niên. Nghe có vẻ rất là máu. Gì đấy? Gì đấy? Tôi nhìn thấy có cái mũ lạ lạ anh em. Nhầm à? Thế hóa ra là nhầm à? Lại lên phường mới ra. Đấy, tôi bảo rồi, ra đường không biết ai với ai mà đâu mà lần nha. Đừng có báo. Sao rau má đấy đi. Nào, tình huống tiếp theo. Ngon rồi. Sao đây có thể là có ai uy tín luôn. Uy tín luôn, không cần phải suy nghĩ luôn. Phát này đúng là lại uy tín luôn. Cứ gặp ninja là uy tín à. Từ gọi là ninja 2 bánh cho đến 4 bánh luôn luôn uy tín anh em ạ. Ôi tôi xót cái xe quá anh em ạ. Thực sự là cái phát này là tôi xót cái xe lắm. Xót thật sự luôn. Ôi ôi. Đến lại hồn. Hồn ơi hồn. Ôi ơi. Hôm nay mà cũng có thể lái xe được ra đường thì đến chịu hồn rồi. Rồi. Thôi xin luôn cả cặp gương luôn. Phúc.
tuyệt vời.